Chương trình hôm nay gồm có Nga mất dần ảnh hưởng tại khu vực Trung Á. Podolyak, người Nga gây rối bên trong nước Nga. Đức liên doanh sản xuất vũ khí với Ukraine tại Kyiv. Hoa Kỳ cảnh báo Trung Quốc thao túng thông tin toàn cầu. Trung Quốc cấm quản lý của ngân hàng Nhật Bản xuất cảnh. Hoa Kỳ kiểm tra y tế binh nhì bị trục xuất từ Triều Tiên Ấn Độ đuổi học hơn 330.000 học sinh vô tổ chức Nghi lễ ngắm trăng thanh nhã tại xứ sở mặt trời mọc Tất cả đều có trong bản tin tối nay Kính chào quý khán thính giả đến với bản tin tối của kênh 60 giây tinh hoa vào thứ sáu ngày 29 tháng 9. Phạm Dương xin được chúc quý vị một buổi tối bình an. Ngay sau đây là những bản tin trong ngày, kính mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, ảnh hưởng của Nga tại các nước Cộng hòa thuộc Liên Xô cũ đã trở nên mỏng manh hơn bao giờ hết. Cuộc chiến Ukraine đã làm lộ ra yếu điểm cốt tử của nước Nga, khiến đế chế của Điện Kremlin đã rơi vào thế khó xử chưa từng có kể từ năm 1991 sau khi Liên Xô tan rã. Vào những năm đầu của Liên bang Xô Viết, người Nga đã tìm cách di cư sang các nước Cộng hòa láng giềng của mình và tạo thành những cộng đồng dân cư nói tiếng Nga đông đúc. Người Nga đã có mặt tại Ukraine, Georgia, Belarus, Chechnya, Azerbaijan, Uzbekistan và chính những cộng đồng nói tiếng Nga này là sự kết nối nước Nga với những vùng đất giáp danh xung quanh. Từ năm 1922, khu tự trị Nagorno-Karabakh đã được Armenia và Nga hậu thuẫn nằm trong lãnh thổ của Azerbaijan nhiều lần đòi ly khai, đòi độc lập. Có thời điểm dưới ảnh hưởng của Nga, người Armenia tại đây đã gây chiến và chiếm tới gần 14% diện tích của Azerbaijan. Tuy nhiên, khi cuộc chiến Ukraine đang nổ ra thì Nga đã không còn sức mạnh để gây ảnh hưởng tại khối CSTO và bảo hộ cho Armenia nữa. Điều này khiến cho Azerbaijan dưới ảnh hưởng từ Thổ Nhĩ Kỳ đã tấn công vào khu Nagorno-Karabakh không khoan nhượng và đẩy toàn bộ người Armenia ly khai khỏi vùng đất này. Vùng đất ly khai gây rắc rối cho Azerbaijan đã bị thanh lý hoàn toàn và hàng vạn người Armenia đã phải tìm cách di cư hàng loạt về đất nước của mình. Phe ly khai thân Armenia đã phải đầu hàng vô điều kiện vào hôm 20 tháng 9. Gần 2.000 lính giữ hòa bình của Nga đã không thể can thiệp, thậm chí còn bị bắn trực diện, khiến 5 binh sĩ và một chỉ huy lực lượng tàu ngầm của Nga đã thiệt mạng ngay tại chỗ. Trong hoàn cảnh này, Armenia đã có dấu hiệu rời bỏ sự kết nối với Nga. Do hai nước đang là thành viên của hiệp ước an ninh tập thể CSTO và có nguyên tắc phòng vệ tập thể tương tự như là NATO, cho nên việc Armenia đã công khai muốn rời khỏi ảnh hưởng của Nga để quay sang liên kết với phương Tây đã khiến uy tín của Nga xuống thấp chưa từng thấy. Sau khi tổng thống Vladimir Putin không cứu được Armenia, có thể ngay cả Kazakhstan và các nước thuộc cộng đồng các quốc gia độc lập CIS đều có khả năng sẽ gia nhập tòa án hình sự quốc tế ICC và rời xa ảnh hưởng của Nga. Chính điều này trong tương lai sẽ khiến tổng thống Vladimir Putin khó có thể di chuyển trong khu vực Trung Á do lo ngại sẽ bị tòa án của ICC bắt. Nếu điều này xảy ra, lần đầu tiên trong lịch sử cận đại, khu vực Trung Á sẽ không có sự ảnh hưởng của Nga và rơi vào vòng kiểm soát của Trung Quốc. Đây sẽ là cơ hội tốt nhất, lớn nhất trong nhiều thập kỷ. Đối với các quốc gia thuộc khu vực này muốn thoát khỏi Nga, cũng như đây sẽ là cơ hội ngàn năm có một cho Trung Quốc đầy dã tâm muốn khôi phục lại các vùng lãnh thổ rộng lớn đã từng bị mất dưới tay Soviet năm xưa. Quay trở lại chiến trường Biển Đen, uy tín của quân đội Nga tại đây cũng bị lung lay nghiêm trọng khi hàng loạt các cuộc tấn công dữ dội của Ukraine với sát thương lớn nhằm thẳng vào hạm đội danh tiếng nước này khiến giờ đây sức mạnh của hạm đội Biển Đen chỉ thực sự tồn tại trên giấy trước mối đe dọa bị tấn công từ lực lượng vũ trang của Ukraine và hôm qua, Nga đã cố gắng rút phần lớn các chiến hạm của hạm đội từ Sevastopol về Novorossiysk trên lãnh thổ của Nga và chỉ để lại một số lượng tối thiểu chiến hạm tại biển Đen cũng như biển Azov. Giám đốc Trung tâm điều phối báo chí miền Nam Ukraine, bà Natalia Humenyak đã tuyên bố chỉ còn một số lượng tối thiểu các tàu tuần duyên và tàu tiếp tế các tàu này chỉ có thể mang theo UAV trinh sát để thu thập thông tin. Như vậy, đây là lần đầu tiên Nga đã rút gần hết hạm đội của mình ra khỏi quân cảng Sevastopol sau hàng chục năm chấn giữ tại nơi này. Thưa quý vị, trang tin ABC Ukraine đưa tin có sự tham khảo của ông Mikhail Podolyak, cố vấn của tránh văn phòng tổng thống trên kênh 24 cho biết các cuộc tấn công vào các mục tiêu ở Nga được thực hiện bởi chính người Nga. Bản thân các công dân Nga đang hoạt động trên lãnh thổ của Nga đang sinh hoạt tại đây. Chúng tôi đã chứng kiến mạng lưới này hoạt động khá tích cực và hiệu quả ở khu vực Kursk và cả khu vực Bengorod. Các hoạt động liên quan đến các cơ sở quân sự quan trọng. Ông Podolyak cũng ám chỉ rằng số vụ việc trên lãnh thổ Nga sẽ gia tăng. Nga phải nhận ra rằng đây là hai mặt của một cuộc chiến. Năm nay sẽ khác biệt nhiều hơn so với năm ngoái, ông nói thêm. Trong những tháng gần đây, nhiều tai nạn đã xảy ra tại các cơ sở quân sự Tại các phi trường và bến cảng trên lãnh thổ toàn nước Nga Trong chiều ngược lại, người Nga cũng tích cực tấn công vào những kho tàn, bến bãi Và các mạng lưới công nghiệp sản xuất trên lãnh thổ Ukraine Và ngày hôm qua, nhà máy hóa chất là Abdiivka coke Đã bị một vụ nổ mạnh hơn gấp 2 lần sức nổ của một quả bom loại GDAM Phá hủy một cửa hàng và một nhà kho Nhà máy này đã sản xuất 23% tổng sản lượng than cốc đốt tại Ukraine Thưa quý vị Đức đã cho phép thành lập một liên doanh tại Ukraine giữa nhà máy sản xuất vũ khí là Resmetan của nước này và Tập đoàn Công nghiệp Quốc phòng của Ukraine. Xí nghiệp liên doanh sẽ đặt tại Kyiv và thực hiện dịch vụ bảo trì cũng như lắp ráp, sản xuất và phát triển thiết bị quân sự. Trong thời gian đầu, công ty sẽ chỉ hoạt động tại Ukraine. Ở giai đoạn đầu, hợp tác sẽ tập trung vào việc bảo trì và sửa chữa thiết bị được chuyển giao cho Ukraine. Ở các giai đoạn sau, các đối tác dự định cùng sản xuất những sản phẩm của Race tại Ukraine. Trong tương lai, hợp tác cũng có thể bao gồm việc cùng nhau để phát triển các hệ thống quân sự, bao gồm cả việc xuất khẩu quân sự sau đó của Ukraine. Cũng trong một diễn biến liên quan, theo tài liệu của dự án truyền thông Chap Aggressor, hệ thống định vị của công ty Iridium của Hoa Kỳ vẫn được sử dụng trong khu liên hợp công nghiệp quân sự của Nga một trong những văn phòng của công ty vẫn tiếp tục hoạt động tại Moscow. Đặc biệt, UAV tấn công là Cartograph được Nga sử dụng trong cuộc chiến chống Ukraine đã được trang bị các linh kiện do nước ngoài sản xuất. Người Nga vẫn sử dụng các UAV này ở khu vực tiền tuyến để đánh giá tình hình trên thực địa và xác định vị trí của vũ khí Ukraine. Các yếu tố công nghệ cao chính của thiết bị này được sản xuất bởi các công ty ở Đức, Hoa Kỳ và cả Nhật Bản. Thưa quý vị, Hoa Kỳ cho biết, Trung Quốc đang chi hàng tỷ đô la mỗi năm để định hình nhận thức về Trung Quốc thông qua ảnh hưởng, kiểm duyệt và thông tin sai lệch trong một chiến dịch quy mô lớn có thể đe dọa các quyền tự do toàn cầu. Bắc Kinh đã đầu tư hàng tỷ đô la để xây dựng một hệ sinh thái thông tin toàn cầu nhằm thúc đẩy tuyên truyền và tạo điều kiện cho việc kiểm duyệt và truyền bá thông tin sai lệch. Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết trong một tuyên bố vào hôm thứ năm sau khi công bố báo cáo của Trung tâm gắn kết toàn cầu, báo cáo lưu ý rằng Bắc Kinh đã sử dụng một số phương pháp lừa đảo và cưỡng bức để cố gắng gây ảnh hưởng đến môi trường thông tin quốc tế và bẻ cong môi trường thông tin toàn cầu theo hướng có lợi cho mình. Báo cáo của Hoa Kỳ cũng đề cập đến các quan hệ đối tác truyền thông được phát triển bởi đài truyền hình Trung ương Trung Quốc là CCTV, nơi họ cho biết cung cấp các đoạn phim và kịch bản truyền hình miễn phí cho 1.700 tổ chức tin tức và tập đoàn truyền thông nước ngoài mà không hề có xác thực nguồn gốc. Đặc biệt, Hoa Kỳ cho biết Trung Quốc cũng đang tạo ra một cộng đồng các nhà độc tài kỹ thuật số thông qua việc xuất khẩu các hệ thống giám sát. Họ nói thêm rằng, việc lắp đặt các công nghệ do gã khổng lồ viễn thông là Huawei sản xuất cũng khiến các quốc gia dễ bị ảnh hưởng bởi Trung Quốc. Tính đến tháng 11 năm 2021, Ít nhất là có 18 quốc gia đang sử dụng hộp trung gian do Huawei sản xuất để hỗ trợ và kiểm tra lưu lượng truy cập internet trên một số mạng trực tuyến nhằm chặn quyền truy cập vào một số trang web nhất định. Báo cáo cảnh báo, nếu không được kiểm soát, những nỗ lực của Trung Quốc sẽ định hình lại bối cảnh thông tin toàn cầu, tạo ra những thành kiến và có khoảng cách, thậm chí có thể khiến các quốc gia đưa ra quyết định đặt lợi ích kinh tế và an ninh của họ phụ thuộc vào lợi ích của Bắc Kinh. Ngay sau đây xin mời quý vị tiếp tục theo dõi các bản tin khác từ biên tập viên Yên Ngọc của chúng tôi. Thưa quý vị, một nhân viên ngân hàng cấp cao của Nhật Bản đã bị cấm rời khỏi Trung Quốc, thu hút sự chú ý của quốc tế. Ông Vương Trọng Hà, người đứng đầu chi nhánh Hồng Kông của Nomura International Nhật Bản và là chủ tịch ngân hàng đầu tư Trung Quốc, đã bị hạn chế rời khỏi Trung Quốc đại lục. Vào tối ngày 25 tháng 9, đại sứ Hoa Kỳ tại Nhật Bản, ông James Emanuel đã viết, Trung Quốc cho biết họ mở cửa đối với doanh nghiệp nước ngoài, nhưng đối với nhân viên của Astellas, Ben Company, Men's, Capvision và bây giờ là Nomura lại không cảm thấy như vậy. Khi ông Tập Cận Bình đặt an ninh quốc gia lên hàng đầu, chính phủ Trung Quốc đã thắt chặt kiểm soát dữ liệu xuyên biên giới và có lập trường cứng rắn đối với một số công ty nước ngoài trong năm nay. Ông James Emmanuel nói thêm, danh sách các công ty bị cảnh sát đột kích bắt giữ và giam giữ ngày càng tăng lên, trong khi đầu tư nước ngoài tiếp tục giảm. Vào cuối tháng 3 năm nay, một giám đốc điều hành người Nhật của công ty dược phẩm Astellas Nhật Bản đã mất tích vào ngày cuối cùng ông ở Trung Quốc. Vài ngày sau, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết công dân Nhật Bản này bị giam giữ vì nghi ngờ hoạt động gián điệp. Thưa quý vị, Ngũ Giác Đài cho biết, Travis King, binh dị quân đội Hoa Kỳ 23 tuổi, đã đến một bệnh viện quân đội Hoa Kỳ ở Texas vào hôm thứ Năm, nơi anh ta sẽ được đánh giá y tế, bao gồm cả sức khỏe tâm thần sau khi bị trục xuất khỏi Triều Tiên một ngày trước đó. Travis King đã bị giam giữ ở Triều Tiên trong hơn 2 tháng sau khi bất ngờ vượt qua biên giới phân chia bán đảo Triều Tiên. Hiện vẫn còn rất ít thông tin chi tiết về cách Triều Tiên giam giữ và đối xử với King và vẫn còn nhiều câu hỏi về lý do tại sao anh ta trốn sang một trong những quốc gia bí ẩn nhất thế giới. Người phát ngôn ngộ giấc đài, bà Sabrina Singh cho biết, anh ta sẽ trải qua một cuộc kiểm tra y tế, đánh giá y tế, và sau đó sẽ gặp các chuyên gia để đánh giá sức khỏe cảm xúc và tinh thần của mình. Bà nói thêm rằng, binh sĩ này sẽ thực hiện chương trình tái hòa nhập trong tương lai trước mắt. Các quan chức cho biết, một chuyến bay quân sự của Hoa Kỳ chở King đã hạ cánh xuống căn cứ chung San Antonio Fort Sam Houston vào đêm qua. Đoạn phim trực tiếp cho thấy một nhóm người rời khỏi chiếc máy bay tại căn cứ vào thời điểm đó. Thưa quý vị, hơn 330.000 học sinh ở bang Bihar của Ấn Độ đã bị đuổi học vì vắng mặt hơn 15 ngày ở trường đây là bang nổi tiếng về thành tích kém cỏi của hệ thống giáo dục Ấn Độ, đang phải vật lộn với tỷ lệ mù chữ cao nhất nước cũng như đạt điểm thấp trong chỉ số phát triển con người. Nhiều trường hợp gian lận trong thi cử thường được báo cáo ở Bihar và thậm chí vào năm 2015, các bậc phụ huynh đã leo lên hơn 5 tầng của một tòa nhà chỉ để giúp con mình gian lận trong cuộc thi. Bộ giáo dục của bang đã cảnh báo sinh viên phải sửa đổi lối sống của mình với động thái đuổi học nghiêm khắc. The Telegraph India đưa tin cho biết. Khi bộ tiếp tục thanh tra các trường học trên toàn tiểu bang, số lượng học sinh tiểu học và trung học bị đuổi có thể tăng lên. Một trong những quan chức của bộ cho biết khoảng 40.000 trường học đang bị điều tra hàng ngày. Quyết định đuổi học học sinh được đưa ra bởi ông Pathak, một quan chức cấp cao của Bộ Giáo dục. Ông Pathak cũng đã yêu cầu phụ huynh học sinh đưa ra cam kết rằng học sinh sẽ phải đến lớp thường xuyên. Thưa quý vị, ngắm trăng là một thú vui thanh nhã có mặt trên khắp thế giới. Ở Nhật Bản, từ giới quý tộc thời Heian cho đến thường dân thời Edo, ai ai cũng kính ngưỡng mặt trăng. Suốt thời Heian, từ năm 794 đến năm 1185, các quý tộc thường tề tự lại với nhau trong những buổi tối để ngắm trăng, làm thơ và chơi nhạc. Họ thưởng thức ánh trăng soi rọi vào mặt hồ hoặc trong những cốc rượu gạo. Người Nhật Bản có bốn thú chơi tao nhã đó là hoa, điểu, phong, nguyệt. Nhưng ngắm trăng không chỉ đơn giản chỉ là một thú chơi mà còn bao hàm sự kính ngưỡng đối với trời đất. Chính vì vậy, việc ngắm trăng cũng có những nghi lễ riêng mà trong đó mặt trăng chính là thực thể để phụng thờ. Người Nhật Bản tôn kính mặt trăng vì tin rằng mặt trăng cũng góp phần giúp người nông dân có được mùa màng bội thu vào thời Edo từ năm 1603 đến năm 1868. Tục thưởng trăng đã lan rộng tới những người dân thường. Cỏ chè vè và bánh gạo trắng là chuẩn mực trong các nghi lễ ở Edo, Tokyo ngày nay. Bên cạnh tục thưởng trăng với bánh gạo trắng và cỏ chè vè, đêm 15 tháng 8 âm lịch hàng năm, người Nhật Bản lại có một nghi lễ khác. Trong đó, lễ vật dùng để cúng tế là khoai taro, Nguyên nhân là vì vào thời điểm này, mặt trăng trên bầu trời Nhật Bản sẽ có hình củ khoai. Tại vùng Kansai, quanh Osaka và Kyoto, người dân có truyền thống dâng cho thần mặt trăng những củ khoai đầu tiên thu hoạch được. Trong nghi lễ thưởng trăng này, người phụ nữ Nhật Bản cũng sẽ cầu nguyện để các vị thần linh bảo hộ cho gia đình của mình được bình an. Truyền thống này vẫn còn được tiếp nối cho đến tận ngày nay. Cảm ơn biên tập viên Yên Ngọc. Kính thưa quý vị, Bản tin tối của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và theo dõi kênh 60 Giây Tinh Hoa. Một lần nữa Phạm Dương xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tiếp theo.